Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 Côn Giáp thứ ba ngày 13 tháng 4 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 2 tháng 3 năm Tân Sửu, Ngày này là ngày Tân Mão tháng Nhâm Thìn năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày hắc đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ mậu tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc tư mệnh giờ canh dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thanh long giờ tân mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc minh đường giờ giáp ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc kim quỹ giờ ất mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bạo quang giờ đinh dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ kỵ sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Câu Trận, giờ nhâm thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Hình, giờ quý tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu Tước, giờ bính thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ mậu tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Lao giờ kỷ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, tùng bách mộc, ngày tân mão, tức can khắc chi, nghĩa là kim khắc mộc, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, tùng bách mộc, kỵ tuổi, ất dậu, kỵ dậu, ngày thuộc hành mộc, khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi, tân mùi, kỷ dậu đinh tỵ thuộc hành thổ không sợ mộc ngày mão lục hợp với tuất tam hợp với mùi và hợi thành mộc cục xung với dậu hình tý hại thìn phá ngọa và tuyệt thân vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi quý dậu kỷ dậu ất xỉu ất mùi tuổi xung trong tháng tuổi bính tuất giáp tuất bính dần về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao yếu in hay còn gọi là sao thiên quý tốt mọi việc nhất là cưới hỏi sao sáu trong ngày gồm có sao thiên lại sáu mọi việc sao nguyệt hỏa sáu đối với sửa sang nhà cửa độ mái xây bếp sao câu trận kỵ về an táng sao nguyệt kín chuyển sát kỵ về khởi công động thổ sao độc hỏa sau đối với sửa sang nhà cửa, đổ mái, xây bếp. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Nam, tài thần hướng Tây Nam. Và sau đây, mời các bạn đón xem từ vị chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày 13 tháng 4 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. đầu tiên mà các bạn muốn xem tử vi tuổi Tý thứ ba ngày 13 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý xem tử vi cho thấy với bạn tuổi Tý đang gặp phải họa thiên quan chiếu mệnh cái điều này làm cho bạn tuổi Tý cần phải chủ động đề phòng cảnh giác kẻo lại bị kẻ tiểu nhân lừa gạt về tiền bạc với bạn tuổi tí, đừng có nghĩ rằng bản thân mình lúc nào cũng sáng suốt, biết đâu nghe theo lời bùi tai, ham cái lợi trước mắt mà bạn lại gật đầu đồng ý với những kế hoạch về đầu tư kinh doanh mà lúc bình thường nghe có lẽ cảm thấy vẹn vòng. Trong cái vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi tí lại đang gặp ngày có thủy sinh xuất cho mộc. Cái điều này làm cho bạn tuổi tí có thể sẽ cảm thấy không thể nào tin được vào tình cảm hiện tại sau biết bao nhiêu là yêu thương, hy vọng và lo lắng cho gia đình thì nay với bạn tuổi tí, bạn bị gạt ra ngoài một cách phụ phàng. Về từ vi tuổi giáp tí thuộc mệnh kim, tình cảm không nằm trong tầm kiểm soát. Từ vi tuổi bính tí thuộc mệnh thủy nên hiểu biết và minh mẫn hơn. Từ vi tuổi mậu tí cuộc mệnh hỏa cần phải đề phòng bị tiểu nhân hãm hại lúc nào chẳng hay từ vi tuổi canh tí thuộc mệnh thổ nhiều vấn đề phát sinh cùng một lúc từ vi tuổi nhâm tí thuộc mệnh mộc bế tắc và hoang mang về tương lai ở phía trước và đánh giá của bạn tuổi tí trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 1 số 3, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi Sửu thứ ba ngày 13 tháng 4 năm 2021 Vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Sửu xem tử vi cho thấy bạn tuổi Sửu đang có điểm báo bạn trải qua một ngày khá bận rộn khi mà cái chuyện làm ăn kinh doanh với bạn đang có những bước tín lớn. Thực thần chiếu mệnh nhờ thế mà với bạn tuổi Sửu giữa mùa dịch bệnh về Covid vẫn có thể xoay sở để kiếm tiền về đầy tay có điều ạ thối đời được thứ này lại mất thứ kia bên cạnh đó với bạn tuổi sửu lại đang gặp ngày có mọc thổ sung khác cái chuyện tình cảm lứa đôi đang có điểm báo gặp nhiều trục trặc người ấy không chịu hiểu và thông cảm cho những khó khăn mà bạn đang gặp phải ở thời điểm này mà cứ nhất quyết phải làm theo ý mình bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi sửu có thể sẽ đưa ra sự lựa chọn khi bị dòn vào bước đường cùng, dù bạn không muốn phải chia xa người mình yêu, nhưng nếu cứ vô lý càng ngày càng lớn thì bạn cũng không thể nào chịu định được, chịu đựng được nữa. Về tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim, tình cảm có mâu thuẫn, tranh cãi nổ ra. Tử vi tuổi đinh xỉu thuộc mệnh thủy, kiếm tiền dễ dàng hơn bình thường. Tử vi tuổi kỵ xỉu thuộc mệnh hỏa có thể sẽ gặp chuyện gây tổn thương từ vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ đừng có chần chừ do dự mà hãy quyết đoán hơn nữa từ vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc thứ gì không phải là của mình thì sẽ mãi mãi không phải là của mình vài đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi hợi. Từ vi tuổi dần thứ ba ngày 13 tháng 4 năm 2021 Vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi dần, xem tử vi cho thấy với bạn tuổi dần đang có được báo hiệu sẽ gặp nhiều may mắn hơn những người khác. Ngày này với bà tuổi dần đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hội sẽ nâng đỡ cho bước đường tương lai thuận lợi hơn dù là trong công việc hay là chuyện tình cảm nữa. Với bạn tuổi dần, bạn được người ấy chăm sóc và yêu thương đó là hậu phương vững chắc để cho bạn dám nghĩ và dám làm, thực hiện những kế hoạch mà mình mong muốn, tình yêu càng ngày càng lớn lên. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi dần lại đang gặp được ngày có chính án chiếu mệnh cho thấy với bà tuổi dần đang có được thời cơ để cho bạn thể hiện mình cuối cùng đã đến và bà tuổi dần vẫn giữ được sự tự tin vốn có khi biết mình có thế mạnh nằm ở đâu và đặt mục tiêu như thế nào. Bà tuổi dần không còn mơ tự những thứ vượt ngoài tầm với với mình nữa. Về từ vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy, tình cảm có được sự thăng hoa có nhiều may mắn. Tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa, công việc tiến trị tốt đẹp ngoài mong đợi. Tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ, may mắn nhiều về đường tình duyên. Tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc, có cơ hội để thăng quan tiến chức. Tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim, vợ chồng tình cảm được nồng nàn. Về đánh giá của bà tuổi dần trong ngày thứ ba này, sự nghiệp, năm sao, tài lộc. 4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 5 sao con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cá tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tốt, tuổi hợi. tử vi tuổi mão thứ ba ngày 13 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi mão xem tử vi cho thấy với bà tuổi mão đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày cảm thấy dồi dào sinh lực hừng hực khí thế để giải quyết những vấn đề đang còn tồn động trong công việc với bà tuổi mão bạn có thể đạt được thành quả vượt ngoài sức mong đợi nữa luôn trong cái vận tình ngày thứ ba này với bà tuổi mão cũng đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh cho thấy với bạn càng chủ động sáng tạo khi làm việc thì khả năng thành công của bạn lại càng cao bà tuổi mão cần phải biến ước mơ của mình thành sự thực biến mục tiêu thành hành động thành động lực để tiến bước ngày này với bà tuổi mão cũng đang gặp ngày có mộc khí vượng và đây là báo hiệu cho thấy sức khỏe của bạn đang gặp vấn đề, nhất là đối với những người đang có tiền sử về bệnh gan thì càng phải chú ý, chớ nên uống nhiều rượu bia, cần phải biết cách chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình. Về từ vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy nên cẩn trọng và chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Từ vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa công việc tiến triển tốt nên cố gắng nhiều hơn. Tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ, cân đối thời gian cho công việc và nghỉ ngơi hợp lý. Từ vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc, chớ quá hại bản thân mình vì tham công tiếc việc. Tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim, làm gì cũng cần biết điểm dừng. Về đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe ba sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn, số 2, số 9, giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu điên, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi hợi, tuổi mùi. Từ vi tuổi thìn thứ ba ngày 13 tháng 4 năm 2021 Vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi thìn xem tử vi cho thấy bà tuổi thìn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành mạo thìn tương hại cái điều này làm cho tình hình tình cảm của bạn tuổi thìn không được lý tưởng cho lắm với bà tuổi thìn bạn khá cố chấp và không chịu hiểu cho tình cảm hiện tại của đối phương mâu thuận càng ngày càng gia tăng khi đôi bên đều không hài lòng với nhau bạn tuổi thìn trong ngày này rất có thể cũng sẽ nói ra những lời khiến cho người ấy bị tổn thương. Và nếu như bạn tuổi thìn không nhanh chóng sửa đổi và khắc phục những sai lầm của bản thân mình thì có thể khiến cho mọi chuyện ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Và trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi thìn ạ, cũng đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh, không muốn cố gắng nhiều hơn nữa khi mà bạn đang có quá nhiều công việc chồng chất lên nhau và với bạn tuổi thìn có thể sẽ mắc sai sót không đáng có và bị cấp trên phê bình, khiển trách vì không làm đúng chức trách nhiệm vụ của mình. Về từ vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, tình cảm không phải lúc nào cũng có được, tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ cần phải tập trung làm việc cho tốt hơn tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc nên trân trọng bất cứ cơ hội nào mình có được tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim đừng có để cho bản thân mình tụt lùi mãi tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy có nhiều vấn đề phát sinh ngoài ý muốn về đánh giá của bà tuổi thìn trong ngày thứ ba này sự nghiệp 3 sao tài lộc, 4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 3 sao con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi giàu, tuổi thân. Từ vi tuổi Tỵ thứ ba ngày 13 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi Tỵ xem tử vi cho thấy với bà tuổi Tỵ đang muốn cải thiện về tình hình thu nhập của mình nhưng tiếc là bạn đang chọn sai con đường. Kiếp tài xuất hiện cho thấy bản mệnh tuổi Tỵ đang tin lầm người, lạc hướng. Các chuyện đầu tư kinh doanh đòi hội cả kiến thức và kinh nghiệm với bà tuổi tỵ cần phải có sự nhạy biến với thời cuộc chứ chẳng hề dễ ăn chút nào. Bạn tự đề cao bản thân mình thì không khác gì niếm tiền qua cửa sổ trong cái thời gian khó khăn như thế này. Và trong vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi tỵ may mắn là bạn lại đang gặp được ngày có mộc dưỡng cho họ. Bạn đang có được hậu phương vững chắc người ấy đưa tay chia chở, bao bọc cho bạn sau những thất bại, giúp cho bạn tuổi tỵ lấy lại được tinh thần, không quá bị xa sút vì thất bại lần này nữa. Về từ vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa, bình tĩnh để không mắc phải sai lầm. Từ vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, mất tiền hao của vì thiếu sự tỉnh táo. Từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc có được chỗ dựa về tình cảm từ vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim, yêu thương luôn đong đầy, tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy, may mắn và có người ở bên cạnh. Và đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 6, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ tuổi giàu, tuổi xỉu, tuổi thân. Từ vi tuổi Ngọ thứ 3 ngày 13 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ 3 này với bà tuổi Ngọ xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi ngọa đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình xung, tí ngọa mạo dậu cho nên bạn đang có điểm báo có những vấn đề chưa được giải quyết cứ còn tồn động mà ngày hôm nay cũng không khác gì mâu thuận cũng bị dồn nén từ lâu ngày chỉ chờ đợi thời cơ bùng nổ bà tuổi ngọa có thể đang rơi vào tình trạng đó về phương diện tình cảm của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ ba này, đối phương không thể hiểu được lý do tại sao bạn cảm thấy buồn chán, bực bội và không tìm thấy được niềm vui. Thực sự thì với bạn tuổi ngọa cũng cần phải chia sẻ tâm sự nhiều hơn, chứ đừng chuyện gì cũng giấu ở trong lòng. Trong vận trình ngày này với bạn tuổi ngọ lại đang gặp ngày có tỷ kiên chiếu mệnh rất có thể cho bạn thêm nhiều ý tưởng mới mẻ, độc đáo để phát triển sự nghiệp của bản thân mình. Dựa vào chính bản thân chứ không phải là nhờ cậy vào bất cứ ai với bà tử ngọ cần phải sẵn sàng để chiến đấu. Về từ vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, công việc tiến triển ngoài dự kín, từ vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy, các kế hoạch mà bạn đã đề ra đều được thông qua, từ vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa có được sự ủng hộ từ cấp trên từ vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ tình cảm tồn tại nhiều mâu thuẫn từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc dễ nảy sinh tranh cãi và xô xát và đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ ba này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 5 số 8 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu cam màu hồng quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi mão tuổi dần Từ vi tuổi mùi thứ ba ngày 13 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi mùi, xem tử vi cho thấy bạn tuổi mùi đang có được báo hiệu bạn sẽ trải qua một ngày gặp nhiều may mắn với mình tử vi ngày thứ ba này cho thấy tam hợp quý nhân sẽ dẫn đường chỉ lối không chỉ về cái chuyện tình cảm mà chuyện tiền bạc của bạn cũng được đầy túi với bạn tuổi mùi trong ngày này không mất nhiều thời gian để tìm được người tâm đầu ý hợp với mình mối quan hệ giữa bạn và người ấy càng ngày càng trở nên gắn bó thắm thiết hơn và bạn quan tâm hơn tới cảm xúc của đối phương nữa rồi. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi mùi lại đang gặp được ngày có thực thần, chiếu mệnh, cũng trao cho bạn tuổi mùi có được cơ hội để phát tài. Với bạn tuổi mùi đang được thực thần, chia chở, làm gì cũng được thuận lợi, suôn sẻ cái chuyện làm ăn kinh doanh buôn bán, tín trị rất tốt, lợi nhuận cũng nhờ thế mà được tăng cao về tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim có nhiều cơ hội để cải thiện về cuộc sống tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy kinh doanh buôn bán phát tài tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa được nhiều người ủng hộ ở phía sau tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ có thể sẽ cảm nhận được tình yêu đến tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc đừng có ngại thể hiện tình cảm của mình Vài đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. từ vi tuổi thân thứ ba ngày 13 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Than xem tử vi cho thấy với bạn tuổi thân đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh cho nên bạn tuổi thân không cần phải lo lắng nhiều về vấn đề tiền bạc. Với bạn tuổi Than đã dành nhiều thời gian để làm tốt nhiệm vụ của mình được giao cho nên đây là điều mà bạn xứng đáng được hưởng. Có điều trong cái vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi thân lại đang gặp ngày có mộc kim bất dung cho nên bạn cũng đang có điểm báo có những mâu thuẫn sâu sắc xuất phát từ lợi ích riêng giữa những người trong gia đình. Tiền bạc có thể làm thay đổi những suy nghĩ của nhiều người và với bà tuổi thân cũng phải chịu chung số phận bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi thân gia đạo đang có sự bất an có nhiều vấn đề phát sinh bạn mệnh tuổi thân không tìm được cách hợp lý để có thể đảm bảo được tình cảm của gia đình không bị dạn nứt sứt mĩa sau những cơn bão như thế này với bạn tuổi thân bạn hãy tìm tới sự giúp đỡ nếu như cảm thấy cần thiết vài tử vi tuổi giáp than thuộc mệnh thủy chưa thực sự hiểu và thông cảm cho nhau tử vi tuổi bính than thuộc mệnh hỏa có nhiều vấn đề phát sinh do tiền bạc tử vi tuổi mậu than thuộc mệnh thổ có được nguồn thu nhập vững vàng và ổn định tử vi tuổi canh than thuộc mệnh mộc tình cảm rạn nứt mâu thuận bùng nổ tử vi tuổi nhâm than thuộc mệnh kim không tìm được tiếng nói chung Vài đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi giàu. tử vi tuổi Dậu thứ ba ngày 13 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi dậu xem tử vi cho thấy bà tuổi dậu đang có được báo hiệu với bạn sẽ được trao cho cơ hội để hàn gắn chuyện tình cảm nhưng tiếc là cái tôi của bạn quá lớn cho nên bạn mệnh tuổi dậu lại phụ phàng từ chối gạt bỏ đi cơ hội để nối lại tình yêu trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tử Dậu lại đang gặp ngày có cục diện ngũ hành lục xung, cái điều này có thể khiến cho bạn tử Dậu ảo tưởng về tình cảm của đối phương dành cho mình, nghĩ rằng người ấy chẳng thể bỏ mình mà đi, nhưng khi mọi chuyện trở nên quá đáng thì chuyện gì cũng có thể xảy ra ngày này với bạn tuổi dậu lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh mang đến cho bạn có được tin vui khi mà với bạn đang có được cơ hội để kiếm tiền cũng đến với mình trong ngày hôm nay tuy nhiên bạn tuổi dậu cần phải nhớ rằng tiền này là có được do may mắn thế nên phải biết điểm dừng đúng lúc đúng chỗ về tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy cần phải chấp ngay cơ hội khi có được tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa đừng có chần trừ, vì dễ đánh mất đi tình yêu tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ có nhiều mâu thuẫn chưa được giải quyết tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc chính bản thân cũng không hiểu được mình muốn gì tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim có thể cần phải ngồi lại nói chuyện với nhau Vài đánh giá của bà tuổi Dậu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi sửu, tuổi thìn. Từ vi tuổi tuất thứ ba ngày 13 tháng 4 năm 2021 Vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi tuất xem tử vi cho thấy bạn tuổi tuất đang gặp được ngày của cục diện tuất mạo nhị hợp cho nên với bạn tuổi tuất đang cảm thấy hạnh phúc vô cùng với những gì người ấy dành cho bạn. Bạn tuổi tuất không băn khoăn nhiều khi mà đối phương đã hết lần này đến lần khác nhấn mạnh tình cảm của mình yêu thì phải nói ra, bạn còn hạnh phúc khi được nghe lời yêu thương. Với bạn tuổi tốt, có thể sẽ đưa ra những quyết định quan trọng, đưa chuyện tình yêu của mình lên một mức thang cao hơn. Và trong cái vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi tốt đó, lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh cho nên bạn mệnh tuổi tốt đang thiếu đi sự chỉn chu trong công việc cho nên rất có thể bị cấp trên phê bình, khiển trách nhưng với bà tuổi tốt hãy lấy đó làm bài học cho mình và cố gắng nhiều hơn chứ đừng có ủ rũ bộ bê tất cả mọi việc. Vài tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa có được nhiều cơ hội để khẳng định tình yêu. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ công việc không được như ý muốn. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc dễ mắc sai lầm trong nhiều chuyện. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim tin trách kỹ hậu trách nhân tử vi tuổi nham tốt thuộc mệnh thủy tự mình không biết lượng sức mình về đánh giá của bạn tuổi tốt trong ngày thứ ba này sự nghiệp ba sao tài lộc bốn sao sức khỏe bốn sao tình cảm năm sao con số may mắn số bốn số bảy giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi thân tuổi dần tuổi ngọ Từ vi tuổi hợi thứ ba ngày 13 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi hợi xem tử vi cho thấy với bà tuổi hợi đang có được báo hiệu bạn sẽ trải qua một ngày đón nhận nhiều niềm vui do đang có được quý nhân tam hội báo về. Với bà tuổi hợi cần phải mở lòng mình để đón nhận tình yêu đến và cuối cùng thì tình yêu đã gõ cửa trái tim, bạn còn chần chừ gì nữa mà không mở cửa trái tim đón nhận. Yêu thương thì chẳng có gì là đủ với bà tuổi hợi, biết đối phương thực sự dành tình cảm cho mình một cách chân thành. Thế thì đừng có thử thách mãi nữa, bạn sẽ hiểu được thật sự là quý giá biết bao nhiêu khi có được tình yêu, có được người yêu thương mình đến vậy. Trong cái vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi hợi lại đang gặp được ngày của chính con nâng đỡ cho nên con đường công danh, sự nghiệp của bà tuổi hợi cũng sẽ có được những bước tiến nhanh chóng hơn. Bạn mạnh tuổi hợi có được sự giúp đỡ của quý nhân tìm được cơ hội để phát triển năng lực của bản thân mình nữa về tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa công việc không còn nhiều khó khăn tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ nên hiểu và thông cảm cho nhau tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc yêu thì đừng có chia giấu mà tới lúc phải hối hận tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh kim có được nhiều cơ hội để làm quen với người khác phái tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy tìm được lẽ sống của đời mình về đánh giá của bà tuổi hợi trong ngày thứ ba này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 6 số 8 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cá tường màu trắng màu bạc quý nhân phù trợ tuổi tí tuổi xỉu tuổi mùi cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip đừng tích like comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.